là ngày 25 tháng 9 năm 2010, chúng ta làm lễ hoàn mãn cái khóa thiền đặc biệt mùa hè năm 2010. Cái khóa thiền được kết thúc một cách thành công trong và kéo dài 21 ngày. Thì sư rất là cảm kích cái sự làm việc tích cực của ban quản trị thiền viện, những người thiền nguyện nấu trong nhà bếp, cũng như tất cả các thiền sinh đã hành thiền một cách rất là tinh cần. Khi khóa thiền đặc biệt được kết thúc một cách hoàn mãn và diễn tiến một cách rất là trôi chảy nhờ sự làm việc tích cực của tất cả mọi người. Nếu mà chúng ta không làm việc cùng nhau thì chúng ta không thể tạo ra những cái thiền nghiệp và không theo đúng được những lời dạy của Đức Phật. Chúng ta sẽ không hiểu được những lời dạy của Ngài như là theo đúng cái con đường giới định huệ, và vì vậy sẽ không phát triển những cái tuệ giác qua từng giai đoạn cho đến khi giải thoát. Nhờ chúng ta làm nhau cùng nhau làm việc một cách rất là hết mình, đặc biệt là ban quản trị của Như Lai Thiền Viện cùng những cái thiện nguyện viên nấu nướng trong nhà bếp, và nhất là cái sự thực tập rất là tinh cần của các thiền sinh, nên nhờ đó mà chúng ta đã gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Sư nhận thấy thiền sinh hành thiền rất là tinh tấn, cho nên trong khóa thiền này sư không có sách tấn nhiều, bởi vì thiền sinh đã nỗ lực hết mình. Thiền sinh đã thực tập với cái lòng tin rất là mạnh mẽ, và sư rất là sung sướng và cảm kích trước cái sự thực tập hết lòng của các thiền sinh. Do đó đến bây giờ thì sư sẽ giảng pháp cho quý vị nghe. Đây là buổi pháp thoại cuối cùng của cái khóa thiền, để mà kết thúc khóa thiền một cách tốt đẹp. Thì sư sẽ giảng cho quý vị nghe dựa theo kinh Sobhana Sutta nói về tứ chúng đệ tử của Đức Phật. Thì có bốn nhóm đệ tử của Đức Phật giống như là những cái trụ cột để hỗ trợ cho cái giáo pháp của Đức Phật và để hoằng dương cái giáo pháp của Ngài. Cái tứ chúng hay là bốn nhóm đệ tử nồng cốt của Đức Phật thì gồm có chư tỳ khưu, là những cái vị tăng, và chư tỳ khưu ni, là những cái vị ni, và cư sĩ nam, là những cái người Phật tử mà thực hành giáo pháp và hỗ trợ giáo pháp, và cư sĩ nữ là những người đệ tử thế tục mà phái nữ thực hành và hỗ trợ giáo pháp. Nếu mà bốn chúng đệ tử của Đức Phật mà luôn luôn giữ giới luật cho đúng đắn, giới đức tròn đầy theo cái lời dạy của Đức Phật, thì không những họ sẽ tồn tại lâu dài qua thời gian, mà họ sẽ được biết đến cũng như sẽ được cảm kích đối với những cái đóng góp của họ cho cái giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật dạy cái bốn chúng đệ tử của Ngài gồm tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ cái con đường phạm hạnh. Và nếu mà tứ chúng giữ cái giới đức cho tròn đầy thì Phật pháp sẽ tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Thì không có nhiều cái điều kiện đặt ra cho cái tứ chúng đệ tử. Tuy nhiên có thể tóm tắt những cái gì mà Đức Phật muốn cái tứ chúng có là những cái phẩm tính sau đây, sáu cái phẩm tính sau đây của từng cái thành viên trong tứ chúng. Thì sáu cái tiêu chuẩn mà Đức Phật đặt ra, thứ nhất là cái phẩm tính có được một cái khả năng rất là vững vàng,
Thứ hai là cái phẩm tính kiểm soát được thân khẩu ý của mình. Và thứ ba là cái phẩm tính can trường và dũng mãnh trong cái sự tu tập. Và thứ tư là học hỏi, có một cái phẩm tính muốn học hỏi về giáo pháp. Và thứ năm là một cái phẩm tính gìn giữ và hiểu thông hiểu giáo pháp. Và thứ sáu là cái phẩm tính thực hành và truyền bá giáo pháp. Đối với sáu cái điều kiện hay sáu cái yếu tố này thì ba cái yếu tố sau cùng là gìn giữ học giáo pháp, duy trì gìn giữ giáo pháp và thực hành giáo pháp là cái điều kiện nguyên nhân. Và ba cái yếu tố đầu tiên là cái khả năng, cũng như cái khả năng mà khéo léo, vững vàng. Và thứ hai là khả năng kiểm soát thân khẩu ý. Và thứ ba là can đảm quyết định trong cái đường hướng tu tập của mình, thì là kết quả. Nếu mà chúng ta, nếu mà quý vị theo đúng sáu cái yếu tố mà Đức Phật đặt ra cho tứ chúng tỳ kheo, thì nhất là theo cái ba cái điều như là nhân vừa nói, thì quý vị sẽ có được những cái đức tính như là quả ba cái điều kiện đầu từ những cái nguyên nhân mà quý vị đã thành đạt. Đối với ba cái phẩm tính mà cái tứ chúng cần có như là cái nhân đó, thì sư sẽ giảng cho quý vị hiểu cái cách thức để mà thành đạt những cái điều này. Thứ nhất là mình có cái pháp học, tức là cái kiến thức về giáo pháp gọi là Bahu Sutta. Thì quý vị nên học hỏi về giáo pháp, học những cái điều Đức Phật dạy, đọc sách Phật học và lắng nghe những cái vị thầy thiền sư giảng, cũng như những trong cái buổi pháp thoại lắng nghe những cái lời dạy. Thì quý vị làm như vậy thì quý vị sẽ hiểu được những cái điều như sau: thế nào là thiện nghiệp, thế nào là bất thiện nghiệp. Và danh và sắc, những hiện tượng danh sắc như thế nào là những hiện tượng danh sắc. Và ngũ uẩn là gì, vân vân. Thì quý vị mà học hỏi như vậy thì quý vị sẽ thu thập cho mình được một cái kiến thức tổng quát về những gì Đức Phật dạy. Thì trong cái khóa thiền quý vị nghe pháp hàng ngày nên quý vị đã hiểu được thế nào là thiện nghiệp, thế nào là giới, thế nào là định, thế nào là huệ. Hiểu những gì Đức Phật dạy thì đó là cái kiến thức, tức là cái pháp học được gọi là Bahu Sutta. Sau khi mà quý vị hiểu rồi thì quý vị nên suy nghiệm về những điều mình đã học hỏi, như là suy nghiệm về thiện và bất thiện nghiệp, suy nghiệm về danh sắc, thì suy nghiệm về uẩn, cũng như suy nghiệm về cái tương quan nhân quả giữa các cái hiện tượng danh sắc này. Sau khi mà quý vị đã có một cái kiến thức tổng quát về những gì Đức Phật dạy gọi là Bahu Sutta, tức là cái phẩm tính mà thứ tư đó mà Đức Phật nói một cái tứ chúng cần phải có như là cái nhân, thì cái phẩm tính thứ năm là quý vị hiểu rõ ràng, gìn giữ giáo pháp và trân quý giáo pháp, thì đó là được gọi là Dhamma Dara. Tức là sau khi quý vị có một cái kiến thức tổng quát thì quý vị hãy lựa những cái giáo pháp nào, những cái lời dạy của Đức Phật nào mà quý vị đã học, và hãy thuộc nằm lòng trong mình. Rồi quý vị sẽ tìm
hiểu biết thêm cho thật rõ ràng, gìn giữ và trân quý cái giáo pháp đó, thì đó là cái phẩm tính thứ năm, được gọi là Dhamma Dara, là gìn giữ và trân quý giáo pháp. Quý vị có được cái phẩm tính thứ tư, tức là hiểu biết về giáo pháp nhờ học hỏi. Rồi quý vị có phẩm tính thứ năm là quý vị lựa chọn và thuộc nằm lòng những cái giáo pháp, rồi suy tư, tìm tòi, hiểu biết rõ ràng, trân quý và gìn giữ giáo pháp. Và cái phẩm tính thứ sáu, tức là phẩm tính thứ tư, thứ năm, thứ sáu, như là cái nhân trong sáu cái phẩm tính, để có ba cái quả là số 1, số 2 và số 3. Thì phẩm tính thứ sáu ở đây là quý vị thực hành những cái điều quý vị học hỏi bằng cách thiền, thực tập thiền minh sát niệm xứ. Thì quý vị đã lắng nghe cái cách thực hành trong cái khóa thiền từ thiền sư, cái cách thực hành ngồi thiền, cách đi, cách đứng, vân vân trong chánh niệm, và quý vị nghe rõ ràng rồi tinh cần thực tập, thì quý vị sẽ không những hiểu qua giáo lý về phương diện lý thuyết, mà bây giờ thực tập thì quý vị sẽ hiểu qua cái kinh nghiệm, hiểu giáo pháp qua cái kinh nghiệm của mình. Thì khi quý vị khi mà thực tập đó, thì quý vị sẽ biết được những cái đặc tính riêng cũng như những đặc tính chung của các cái hiện tượng danh sắc mà quý vị ghi nhận khi chúng sanh khởi. Rồi không những hiểu những cái đặc tính riêng như vậy, quý vị thấy phân biệt rõ ràng các cái hiện tượng danh sắc, tức là quý vị phát triển được cái tuệ giác phân biệt danh sắc. Rồi quý vị cũng thấy luôn cái tương quan nhân quả giữa các cái hiện tượng này, đó là cái tuệ giác về tương quan nhân quả. Rồi quý vị cũng phát triển được cái tuệ giác thấy ba cái đặc tính chung, vô thường, khổ và vô ngã giữa của các cái hiện tượng danh sắc. Rồi quý vị thấy sự sanh diệt nhanh chóng của các cái hiện tượng này, tức là quý vị đạt được cái tuệ sanh diệt. Rồi nếu mà quý vị tiếp tục tinh cần tu tập thì quý vị sẽ kinh nghiệm được đạo và quả và chứng ngộ niết bàn. Thì như vậy là nhờ cái sự thực tập mà quý vị đã bây giờ không những biết giáo pháp về phương diện lý thuyết mà biết giáo pháp rõ ràng qua kinh nghiệm thực tập của chính mình. Như vậy ba cái điều kiện nguyên nhân, hay là ba cái phẩm tính nguyên nhân, tức là học hỏi giáo pháp, suy nghiệm về giáo pháp, trân quý giáo pháp, và bây giờ là thực hành để có kinh nghiệm về giáo pháp, thì nó sẽ là những cái nhân để trở lại cho quý vị cái phẩm tính đầu tiên, đó là có cái khả năng và có về một cái kinh nghiệm rất là rõ ràng về giáo pháp. Thì khi mà quý vị mà thực hành như vậy thì quý vị sẽ xác chứng lại những cái điều mình học hỏi qua kinh điển bằng chính cái kinh nghiệm thực tập của mình, và nhờ đó quý vị có một cái khả năng và một cái kinh nghiệm rất là quý báu. Thì đó là cái phẩm tính đầu tiên, là một cái người có khả năng và có kinh nghiệm về giáo pháp. Sau khi mà quý vị có một cái khả năng và những cái kinh nghiệm nhờ học hỏi, suy nghiệm và thực hành giáo pháp, thì quý vị sẽ có một cái phẩm tính nữa, đó là quý vị có cái khả năng kiểm soát thân khẩu ý của mình, tránh làm những cái nghiệp bất thiện. Và nhờ có cái khả năng thu thúc những cái căn của mình, tránh làm những cái việc bất thiện như vậy, thì quý vị sẽ phát triển được cái phẩm tính thứ ba, thuộc về cái những cái phẩm tính về của cái nhóm quả, thì là quý vị can đảm và rất là tự tin trong cái đời này, cũng như tự không có sợ hãi khi nghĩ đến những cái đời sau. Quý vị
thực hành con đường giới định huệ thì quý vị có giới, quý vị thu thúc được thân khẩu của mình, nó không làm những cái điều bất thiện. Rồi quý vị thực hành, quý vị có định thì không có những cái phiền não sanh trong tâm. Rồi quý vị có huệ, thì nếu quý vị tiếp tục tu tập, quý vị có thể thành đạt được cái sự giải thoát. Và mỗi lần mà quý vị nghĩ đến những cái tương lai, những cái kiếp đến, thì quý vị thấy rằng mình đã giữ giới luật nó tròn đầy, mình có những cái tâm ý nó trong sạch, và mình có những cái kinh nghiệm do từ cái sự thực tập, thì không có gì mà sợ hãi đối với những kiếp sau. Cho nên quý vị vững tin và sống an vui trong đời này, và vững tin và không sợ hãi vào những cái kiếp tới. Như vậy, đó là 6 cái phẩm tính mà các cái tứ chúng của Đức Phật cần phải có. Thì có 3 phẩm tính thuộc nhân và 3 phẩm tính thuộc quả. Thì phẩm tính thứ 4, thứ 5, thứ 6 thuộc nhân, tức là học hỏi giáo pháp, suy nghiệm giáo pháp và thực hành giáo pháp, là 3 phẩm tính 4, 5 và 6 thuộc cái nhân. Thì khi mà quý vị có 3 cái phẩm tính thuộc nhân này thì tự động quý vị sẽ có 3 cái phẩm tính thuộc quả, tức là có cái khả năng và kinh nghiệm, có cái sự kiểm soát về thân khẩu ý, và có cái sự tin tưởng và không sợ hãi đối với những cái kiếp tới. Và khi quý vị mà có tất cả 6 cái phẩm tính này thì quý vị sống rất là bình an và không có gì mà sợ hãi trong cái lối sống của mình hết. Nếu mà quý vị không có hết 6 cái phẩm tính, nhưng mà có một số trong những cái phẩm tính này, thì quý vị cũng sẽ rất là can đảm tới một cái mức độ nào đó. Thì càng nhiều phẩm tính mà quý vị có thì quý vị càng can đảm và tự tin hơn. Và nếu quý vị có đầy đủ 6 phẩm tính thì quý vị sẽ rất là can đảm và rất là mạnh mẽ. Thì vào thời kỳ Đức Phật đó, thì hầu hết những cái người mà tin tưởng vào giáo pháp đều thực hành thiền minh sát niệm xứ. Cho nên cái pháp hành này nó rất là phổ biến và được ưa thích trong Phật tử vào cái thời kỳ của Đức Phật. Và khi mà người ta gặp nhau thì người ta chào hỏi và thường hay hỏi về là có thực tập thiền minh sát niệm xứ không. Thì nếu mà quý vị mà trả lời ô tôi bận lắm không có thiền được thì quý vị sẽ bị chê trách hay là khiển trách liền. Quý vị sẽ bị người ta nói là Đức Phật giải thoát không mà bạn không có được hưởng cái lợi lạc gì hết. Còn nếu mà quý vị thực tập thì có người hỏi thì quý vị sẽ một cách can đảm và trả lời là quý vị có thực tập. Mà người ta nghe như vậy thì người ta sẽ khen ngợi và nói rằng Đức Phật thành đạo giải thoát đã giúp cho bạn. Thì cái người mà được thực tập thì cái người đã thực tập pháp hành thiền minh sát niệm xứ thì được mọi người ưa thích vào cái thời của Đức Phật. Thì nếu mà quý vị thực tập thiền thì quý vị đi đâu gặp ai thì được, nếu mà người ta hỏi quý vị có thực tập không thì một cách tự tin và can đảm quý vị đã trả lời tôi có thực tập thiền. Và nếu người ta hỏi quý vị kinh nghiệm cái gì hay có lời lạc gì trong khi thực tập thiền thì quý vị nói là một cách rất là tự tin là tôi theo con đường giới định huệ, nhờ có giới tôi thu thúc được cái lục căn của mình, được cái căn thân khẩu của mình không làm điều bất thiện, nhờ có định thì tôi đã tránh được những phiền não trong tâm, trong tư tưởng, và nhờ có huệ thì tôi hiểu được thế nào là danh sắc, thế nào là nhân quả, và tôi cũng kinh nghiệm được sự sanh diệt, nên thấy các đặc tính vô thường, khổ và vô ngã,
chung cho các hiện tượng danh sắc. Thì như vậy, theo cái kinh nghiệm của mình, có được quý vị một cách tự tin và can đảm trả lời cái người mà hỏi mình. Tứ chúng hay là bốn chúng đệ tử của Đức Phật gồm tỳ kheo ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ là những người mà phải có được sáu cái phẩm tính này. Thứ nhất là có khả năng và kinh nghiệm về giáo pháp. Thứ hai là có khả năng kiểm soát thân khẩu ý, không làm những cái điều bất thiện. Và thứ ba là cái phẩm tính tự tin và can đảm sau khi đã biết và kinh nghiệm giáo pháp. Thì ba cái phẩm tính này thì là cái kết quả của ba phẩm tính kế tiếp là học hỏi về giáo pháp, suy nghiệm về giáo pháp và thực tập giáo pháp. Tứ chúng của Đức Phật nên hoàn mãn sáu cái phẩm tính này. Do đó mà mỗi người nên cố gắng tự phát nguyện là mình sẽ nhớ sáu cái phẩm tính này một cách rõ ràng và cố gắng hoàn mãn sáu cái phẩm tính đó. Nếu mà tứ chúng của Đức Phật, tứ chúng đệ tử của Đức Phật mà có được sáu cái phẩm tính, có đầy đủ sáu cái phẩm tính như vậy, thì giáo pháp sẽ rạng ngời mãi mãi và không bao giờ mai một. Cho nên sư Sách Tấn quý vị nên cố gắng nhớ sáu cái phẩm tính này và cố gắng mà vun bồi để có được sáu cái phẩm tính đó. Thì đến đây sư muốn kết thúc cái bài pháp thoại hôm nay là sư mong mọi quý vị hãy cố gắng mà có được sáu cái phẩm tính này theo lời dạy của Đức Phật. Và quý vị nên tích cực mà gìn giữ và truyền bá những cái lời dạy của Đức Phật. Và sư mong mọi quý vị có nhiều cái tiến bộ trong cái pháp hành và cuối cùng thì thành đạt những cái điều mà quý vị mong muốn, đó là thành đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Với cái lời mà mong mọi thành thật như vậy, sư muốn chấm dứt cái bài pháp thoại hôm nay.